Kính thưa các bạn, hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về Phật trời dùng phép màu để lập lại thượng nguyên. Đây là lời của đức thầy. Đức thầy nói rằng là thú thì con xé con lôi, con giành con giật ăn thôi muôn trùng. Vậy thì coi như là hả? À, tín đồ hỏi đức thầy rằng như vậy thì ai nó cũng ăn sao đức thầy? đức thầy mới đáp rằng người tu thú ấy cúi đầu người không tu niệm ngõ hầu nó ăn Tiết già xin chia sẻ để các bạn bước vào đường tu Tuy rằng bây giờ nó chưa đến nhưng mà nó sẽ đến Tại vì những lời của Đấng Từ Bi, những lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ, những lời của Đức Thầy hoặc là những lời mà giống như trong kinh trong sách đó các bạn có biết rằng là trước sau gì cũng tới tới trước hay tới sau thôi nhưng mà bây giờ các bạn có biết rằng năm 2023 này là coi như cái cơn nước rút rồi đó các bạn. Nữa coi như là nước ngập tới hai cây dầu này. Đức thầy mới nói như vậy thì vậy làm sao sống nổi vậy thầy? Rồi tức là coi như là nước ngập mà giống như rất là cao thì đức thầy mới nói đến chừng ấy văn Thù Bồ Tát cứu vớt. Cho nên nó tiết già chia sẻ để các bạn bước vào đường tu. Các bạn thấy coi như là bình thường, mình sống trên cái cõi Ta Bà này mà nếu như mình thiếu tu thiếu phước, nhiều khi một cơn bệnh, nhiều khi tai nạn giao thông, tất cả những gì mình còn không qua được nữa, huống chi mà bây giờ anh lập lại thượng quân khó mà như qua được thượng quân. Nhưng mà hiện tại bây giờ là bắt đầu nó đã khó rồi đó các bạn. Cái thời cuộc bây giờ là nó bóp chặt mình rồi, nó bóp từ cái việc làm cho đến hả, giống như nhà cửa hả cái sự đi đứng của mình hả coi như ha, các bạn biết mấy năm nay đi đến đâu là nó chọt cái lỗ mũi mình đến đó tiết già sợ quá không có dám bước ra đường luôn không phải là sợ dịch bệnh mà tiết già sợ cái nó chọt chọt cái mũi á các bạn thấy nó nó khó chịu dữ lắm cho nên ha, ở trong nhà suốt luôn các bạn thấy không mình đi đứng nó cũng khó khăn nè người ta khám xét nó rồi hả coi như ha, bệnh tật tất cả những gì cái sự khó khăn như vậy là hạ đủ cho biết là hạ đời nó đã sắp tới rồi nhưng mà tại sao không cho ngày tháng ngày giờ tại vì hả coi như là thượng đế rất thương con cái của ngài chờ còn bao nhiêu người nữa bước đến đường tu để cho kịp đến thời thượng quân thánh đức đó các bạn mà thời thượng quân thánh đức là coi như là dùng phép màu để lặp lại thượng quân mà dùng phép màu như thế nào vậy dùng phép màu là có những cuộc mà trời đốt lửa tẩy trần trái lụng xuống ba tấc và đất đỏ như gạch đây là lời của đức quỳnh giáo chủ nha các bạn lời của đức thầy mà để giống như là để lại cho chúng ta chứ không phải là lời của tiết già cho nên cái câu này coi như là nếu mà ai mà à, giống như nói tào lao là coi chừng đó nha tiết già không chịu trách nhiệm cho ai mà giống như nói tại vì cái lời này là đời của đức thầy của đấng tối cao đó là sau ngày tận thế hạ quân bây giờ người hung với người hiền ở lộn xộn rồi làm sao chọn nó có một tín đồ mới hỏi đức thầy như vậy cũng như giống như một trận dịch vừa qua các bạn thấy không nó đơn giản như vậy nè giống như là tại sao mà hả ở chung một nhà ở chung một khu phố ở chung một xóm ở chung một quốc gia ở chung một cái hàng xóm mà người đi kẻ ở nó người thì coi như là dịch bệnh rút đi còn người được ở lại mình nói chung là hiện tại bây giờ là mình được duyệt qua một trận rồi đó các bạn nếu như ngày hôm nay mà ai còn trên mặt trần gian này là nên cảm ơn trời phật và bước vào đường tu bởi vì mình được coi như là qua một trận coi là hãy giống như được duyệt rồi đó các bạn nhưng mà còn những cái trận tiếp theo nữa, người nếu mà làm việc thiện lành thì coi cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, kẻ tà gian sau bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thượng cổ. Cái này nói chung là như thế này, nếu như ai lớn tuổi như thiết già như thế này nè, từ 60 trở lên, 60, 70, 80, 90 luôn thì nói rằng làm sao mà cho kịp qua thời thượng cổ thì nói chung nếu bước vào đường tu thì cứu rỗi cái linh hồn bỏ cái xác này và mình có được cái thân sao tại vì cái xác này là cái xác tạm mà thay đổi liên tục luôn các bạn ơi chuyển kiếp qua hết đời này tới đời nọ các bạn đừng lo mà sợ mất xác tại vì mình lo là lo cái linh hồn của mình coi như là đủ phước để qua được cái thời thượng nguyên thánh đức hay không thiết già chia sẻ để các bạn bây giờ mình cứ lo tu chứ đừng sợ nói chung là hả các bạn thấy không nếu mà ai mà hả có cái tính mà gọi là sợ trụ nhìn sao thấy mà hả quá là hả rung động rung sợ thì các bạn bước vào đường tu và niệm phật nam mô a di đà phật để vững tâm các bạn tu hành tại vì mỗi một lần mà giống như có những cái trận mà gọi là hả giống như là sàn sảy các bạn biết không nhìn nó rất là hải hùng luôn cũng như cái trận động đất vừa qua ở thổ nhĩ kỳ đó các bạn biết không tiết già đã học tiên tri và nói trước rồi là coi như thế giới đi trước thế gì chứ Việt Nam mình có phước lớn lắm đó các bạn Việt Nam mình cũng có nhưng mà sẽ có những cái trận nhẹ hơn đó những cái trận giống như là hả dịch bệnh vừa qua nó cũng nhẹ đó các bạn thấy không mà nhẹ mà nhìn thấy rất là hải hùng luôn Khiên đi thiêu mà không kịp nó cái lò thiêu mà hàng ngày coi như là phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ đó các bạn thấy nó như là cái trận vừa qua nó hải hùng chưa thì cái này nó đã qua rồi thì bây giờ coi như là mình không còn sợ nữa mình bước vào đường tu để coi như khi qua hết những trận động đất thiên tai rồi tới nước dân nha các bạn xong rồi mới tới lửa cháy lời của đức thầy khuyên chúng ta hãy tu thật lòng đừng mê tiền nữa đừng có mê tiền đừng có mê vật chất trên trần gian đừng có mê ăn uống cao lương mỹ vị cao sang mà giống như là hạ sát sanh hại vật hại coi như là biết bao nhiêu chúng sanh trên cái cõi ta bà này các bạn biết không những cái lò giết mổ từ đây sắp tới nếu như mà mình á thấy nhà nào mà hả thường á mà giống như là giết mổ là đừng ghé nhà đó mà ăn cơm nhà nào mà gian ác là đừng ghé nhà đó ăn cơm nhà nào mà giống như là hả tu niệm thì mình nên ghé đó đây là lời tiên tri mà để lại cho chúng ta như vậy nói rằng là mình hãy tránh xa kẻ hung ác để coi như là mình hả lân cận những người đó rồi đến cái lúc mà tận diệt là mình không biết đường nào mà mình chạy kịp đó các bạn mình rất là sợ rất là hải hùng từ đây sắp tới các bạn biết không có những cái chuyện ly kỳ tại vì năm nay là năm coi như là 2023 năm quý mão này á là coi như là mèo đã đến rồi thì bá tánh lao sao các bạn thấy không bá tánh là coi như là hạ tất cả những ai trên cái quả địa cầu này là coi như thổ di kỳ là bắt đầu rồi đó các bạn thấy không là coi như khóc rồng luôn đã nói rằng là cái đất nước ukraine cũng bị rồi xong rồi giờ tới coi như là thổ nhĩ kỳ các bạn biết rằng mỗi quốc gia là coi như là cái chuyện mà gọi là hả nó khác nhau như các bạn là cái chuyện sàn xảy khác nhau không có quốc gia nào giống quốc gia nào hết các bạn từ đây sắp tới các bạn để ý đi cái quốc gia này á thì nó bị nuôi lửa cái quốc gia kia nó bị động đất cái quốc gia nọ nó bị thiên tai cái quốc gia kia nó bị nước dân tại vì do coi như là mỗi cái nghiệp mà gọi là hạ nhân quả của mỗi quốc gia cho nên nó khác nhau nó không có giống nhau nhưng mà lời tiên tri là chỉ nói một lời là từ đây là sắp tới sau ngày tận thế hạ quân là bây giờ người hung với người hiền là coi như là hả ở lộn xộn mà hả không biết làm sao để chọn nó thì coi như các bạn có biết rằng tại sao mà biết làm sao để chọn hôn nó đơn giản gì đó là cái người nào mà người hiền được cứu là tự nhiên là mình cảm thấy mình còn trên cái cõi đời này hoặc là mình được cái thân sao nếu như mình đủ phước trần thì mình vẫn trở lại nha các bạn vẫn trở lại trần gian tiếp tục còn nếu như mình không đủ phước trần thì coi như là bác hồn vận chuyển qua thành chúng sanh nó bác hồn vận chuyển thì coi như là mình trở thành cỏ cây coi như là qua đá giữa đứng giữa đồng mà trơ trọi ngàn năm ngàn đời mà hạ chờ mà đến hả mãi mãi biết bao giờ để có được cái đời đại ân xá như bây giờ còn bây giờ hả mình được cái thân người mà mình sống trong thời mạt pháp tuy rằng nó khổ đau tuy rằng giống như dịch bệnh giống như tất cả những gì thiên tai lũ lụt nhưng mà được có cái là đời mạt pháp giúp cho chúng ta cũng như hiểu ra học được nhiều thứ trên cái cõi ta bà này và được đại ân xá để bước vào đường tu để chúng ta kịp cái thời thượng quân thánh đức còn nếu như mà không tin thì không có sao nha các bạn không tin cũng được nhưng mà những người nào bước vào đường tu thì các bạn thấy rằng rất là nhanh nhanh cái gì vậy nhanh có phước bởi vì sao? Đại ân xá là coi như xóa hết những gì tội cũ của mình mà được cộng cái phước mới nữa. Thì các bạn thấy coi như là mình được gì? Mình được rất nhanh có phước, rất nhanh coi như là hạ giải tỏ những cái gì mà nghiệp chướng trần ai bao đời bao kiếp của mình mà kiếp này mình được đại ân xá mà phải bước vào đường tu mới được đại ân xá nha các bạn mà phải tu thật lòng chứ không phải giống như là mình bước vào đường tu mà mình vẫn còn mê tiền mê bạc mê vợ mê chồng mê cai mê gái mê nhà mê cửa là coi như là mình cũng không có được hưởng cái thời đại ân xá này luôn tại vì mình tu là mình phải buông bỏ hết mà tu cũng không phải là cái miệng nói tu nữa tu là coi như cái tâm phải trở về cái tâm không tất cả dạng vật trên trần gian tất cả những gì có hình tướng đều trở về con số không hết thì như vậy mình mới được hưởng cái gì đại ân xá Tiết già học và chia sẻ cùng các bạn Và kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu để trọn đạo Để kịp qua coi như là hả Thời mà Thượng Quân Thánh Đức lúc đấy là các bạn sẽ gì Sẽ được hưởng đời đời Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc Xin chân thành cảm ơn Tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.